Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì sẽ thường xuyên chia sẻ những clip hướng dẫn làm đồ thủ công. Mình có thể dùng làm đồ dùng, đồ trang trí, quà tặng cũng rất là ý nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một bé tuyết vương rất là xinh xắn. Mình có thể dùng làm móc treo, chìa khóa hoặc dùng làm quà tặng rất là xinh. Để móc được một bé tuyết vương xinh xắn bằng len như thế này thì mời các bạn theo dõi video sau của mình. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng làm một bé tuyết vương mini bằng len mix cotton 125g. Ở đây thì mình sẽ sử dụng phần thân là màu trắng này, phần áo và lơ sẽ là màu đỏ này, và sẽ dùng một sợi vàng này, xanh này, dùng để làm mắt và trang trí phần trán này. Kim móc đầu 3, đầu 4 và mình sẽ sử dụng cái đầu 3 này. Kéo cắt này. Kim khâu này. Móc định vị này. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu cùng làm. Đây thì mình sẽ dùng bông để nhồi vào phía trong nhé. Mình sẽ làm đến phần thân trước, màu trắng này. Mình sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi bính. Trong vòng tròn ma thuật sẽ móc 5 mũi móc đơn. Siết vòng tròn ma thuật lại. Sang đen bên. Trượt mũi kết hàng. Lên mũi bính. Tại chân mũi trượt sẽ móc 2 mũi móc đơn. Nếu mà mình đánh dấu thì mình sẽ đánh dấu vào cái chân mũi đơn đầu tiên này. Hàng thứ hai sẽ móc 2 mũi đơn chung chân cho đến khi hết hàng. Sang chuyển mũi kết hàng. Lên mũi bính. Bên hàng thứ 3. Hàng thứ 3 thì sẽ móc tăng 5 mũi. Móc mũi mộng 1 mũi móc đơn. Tại chân mũi trượt 1 mũi tăng. Mũi tăng là mũi mình sẽ móc 2 mũi móc đơn chung vào 1 chân. Một đơn một tăng cho đến khi hết hàng. Sang trượt mũi kết hàng. Phần trượt mũi sẽ siết chặt tay. Lên mũi bính. Tại chân mũi trượt sẽ móc một mũi móc đơn. Lên hàng 4. Hàng 4 sẽ tăng 5 mũi. Móc một đơn, một tăng. Sau đó sẽ móc 4 lần. 2 đơn, một tăng.
tiếp tục móc hai đơn, một đăng. Một mũi móc đơn cuối cùng sang chuyển mũi cái đà. Lên hàng 5. Hàng 5 đến hàng 7 sẽ móc 20 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Hết hàng 5 đến hàng 7, đến hàng 8 thì mình sẽ bắt đầu móc giảm 10 mũi. Mình sẽ móc 2 chân móc chung vào 1 chân. Sang trên mũi kết hàng. Lên mũi bính. Phần này thì sẽ nhồi bông vào phía trong. Mình có thể dùng một chiếc que xiên tre hoặc là dùng lưỡi kéo cũng được. Cái gì đó nhỏ nhỏ mình có thể nhét được phần bông vào cái phần đầu nhỏ này. Mình sẽ dùng cái thăm tre này thì nó sẽ an toàn hơn. Dùng kéo thì nó sẽ dễ vào tay này. Sau đó thì sẽ lên tiếp cái hàng thứ 9. Hàng thứ 9 ở đây thì mình sẽ móc ở cái cạnh ngoài nhé. Đây là có hai cạnh, cạnh trong và cạnh ngoài, thì mình sẽ móc ở cạnh ngoài. Một mũi móc đơn tại chân mũi trượt luôn. Một mũi tăng. Sorry, móc cạnh ngoài nhé.